Chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về vấn đề pháp luyện người trong Pháp Luân Đại Pháp. Chắc các bạn cũng biết là đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp là pháp luyện người giúp chúng ta rút ngắn thời gian luyện công, giúp chúng ta có thể trong một kiếp làm người mà được khai công khai ngộ viên mãn. Đó là cái đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp. Mà các bạn cũng biết là sư phụ đã giảng là pháp luyện người tức là bộ máy khí cơ mà sư phụ cài vào trong người của đệ tử Đại Pháp. Cái bộ máy khí cơ đó sẽ hoạt động 24/24, giúp chúng ta rút ngắn thời gian luyện công. Đó là cái đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp chúng ta. Nhưng mà có một điều mà có lẽ là trong đệ tử Đại Pháp ít ai để ý tới, ít ai nhận thức được là cái pháp luyện người này, cái pháp luyện chúng ta không phải tự động, không phải tự ý muốn luyện chúng ta thế nào thì luyện, không phải là ép chúng ta luyện, mà pháp luyện này tùy theo trình độ của chúng ta, tùy theo trình độ tâm tính của chúng ta mà luyện chúng ta. Nếu ví dụ trình độ tâm tính của chúng ta ở tầng thế gian thì pháp luyện người này sẽ luyện chúng ta cho đúng trình độ ở tầng thế gian mà thôi. Rồi khi giả sử chúng ta một ngày nào đó chúng ta nâng cao được tâm thức của mình, nâng cao được tâm tánh của mình lên một trình độ cao hơn một tầng, thì pháp ở trình độ cao hơn một tầng đó lại luyện chúng ta. Lúc đó pháp ở tầng thế gian sẽ không luyện chúng ta nữa, mà pháp ở tầng cao hơn một tầng đó sẽ luyện chúng ta. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục thăng hoa tâm tính, khi thăng hoa tâm tính đến tầng nào thì pháp ở tầng đó sẽ luyện chúng ta. Đó là cái theo tôi nghĩ có lẽ ít ai chú ý tới, ít ai nhận thức tới. Như vậy là muốn được pháp luyện người ở cao tầng, lên cao, chúng ta phải chủ động nâng cao tâm tính của mình. Ví dụ như tôi thấy có vấn đề ăn thịt ăn cá, có người bảo là tôi cứ việc ăn thịt đến chừng nào pháp luyện tôi, đến chừng nào tự nhiên tôi ăn qua tôi ói ra thì lúc đó thì tôi sẽ ăn không ăn thịt nữa. Thì tôi thấy đó, mình cứ chờ đợi pháp luyện mình mà mình không nâng cao cái ngộ tính mình về vấn đề ăn thịt ăn cá, mình không nhận thức được vấn đề ăn thịt ăn cá là kéo chúng ta ở mãi mãi tầng thế gian, mà chúng ta cứ chờ pháp luyện chúng ta, thì không bao giờ xảy ra trường hợp mà chúng ta ăn thịt vô thì nôn ra ói ra. Rất hiếm người trong đệ tử Đại Pháp chúng ta có xảy ra việc đó, phải không nào? Chỉ có nếu chúng ta bất ngờ chúng ta mình thấy việc ăn thịt cá ảnh hưởng đến tu luyện chúng ta quá, chúng ta phát tâm muốn buông bỏ thịt cá, thì ngay khi chúng ta vừa phát tâm muốn ăn buông bỏ thịt cá, có nghĩa là tầng chúng ta đã được nâng cao rồi đấy, thì lúc đó pháp ở cái tầng cao một tí sẽ chuyển hóa cơ thể chúng ta, sẽ khiến chúng ta không ăn được thịt cá nữa, khiến chúng ta ăn thịt cá vào là nôn ra là ói ra. Đó, như vậy là chúng ta phải phát tâm trước, khởi tâm trước, khởi tâm nâng cao mình lên, nâng cao tâm tánh mình lên, thì pháp ở trên cao mới luyện chúng ta. Còn nếu tâm tánh chúng ta mãi mãi ở tầng thế gian thì chỉ có pháp ở thế gian luyện chúng ta mà thôi. Giống như sư phụ nói, chúng ta học lên học đại học mà mãi cứ đọc sách ở tiểu học thì mãi mãi chúng ta vẫn chỉ là học sinh tiểu học mà thôi. Thì chúng ta tu luyện ở thế gian này mà chúng ta không nâng cao về nhận thức của mình để nâng cao tâm tính của mình lên cao tầng, thì mãi mãi pháp vẫn luyện chúng ta, mà chỉ có pháp ở thế gian, pháp ở trình độ thế gian luyện chúng ta mà thôi, chúng ta không lên cao tầng được. Cụ thể là vấn đề ăn thịt ăn cá hay không ăn thịt ăn cá, nếu chúng ta không nâng cao nhận thức của mình về vấn đề ăn thịt ăn cá và tự tâm chúng ta không phát
cái tâm là muốn buông bỏ thịt cá, thì chúng ta sẽ mãi mãi không rời được tầng thế gian, không rời được tầng thế gian. Chỉ cần khởi một niệm muốn buông bỏ thịt cá, thật sự trong tâm muốn buông bỏ thịt cá, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ ăn thịt cá vào là nôn ra ngay, là ói ra ngay. Pháp chúng ta nó cực kỳ nhạy bén là như vậy. Do đó nói tóm lại, pháp luyện người không có nghĩa là pháp ép buộc chúng ta, pháp cứ luyện bừa chúng ta, mà pháp luyện người là pháp căn cứ vào trình độ tâm thức của mình, căn cứ vào tâm tánh của mình. Mình ở tầng nào thì pháp sẽ luyện chúng ta theo tầng đó, chứ pháp không có ép buộc chúng ta. Pháp phải căn cứ vào trình độ tâm tánh cũng của chúng ta mà luyện. Đó là vấn đề chính yếu mà tôi thấy chúng ta ít để ý tới, ít để ý tới trong việc tu luyện pháp luân lệ pháp. Nay xin chia sẻ vấn đề pháp luyện người cho chúng ta cùng nhau tham khảo và thăng tiến. Xin chào các bạn.